Thưa quý vị và các bạn, với sự sáng tạo trong nghệ thuật quân sự Việt Nam, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thị quỹ Rạch Giá chỉ đạo xây dựng một căn hầm bí mật dưới hai ngôi mộ, và hai ngôi mộ này trở thành căn cứ nuôi chứa những cán bộ đảng viên phục vụ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần cùng với toàn dân tộc làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Tại ngã ba Đầu Voi, Kinh Sáng đi Hà Tiên vào những năm 1964 trước giải phóng, để chuẩn bị cho đợt tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1968, được sự chỉ đạo của tỉnh ủy với yêu cầu là phải đảm bảo cho sự lãnh đạo và chỉ đạo trong tình hình mới, thị ủy Rạch Giá đã nhấn mạnh đến nhiệm vụ phải gấp rút xây dựng căn cứ, xây dựng giao thông liên lạc của thị ủy và các chi bộ trong nội ô và vùng ven. Một trong những nội dung xây dựng căn cứ cách mạng đó chính là phải xây dựng căn hầm bí mật làm nơi ăn ở, hội họp ngay trong nhà dân, giữa lòng địch, và cũng chính là xây dựng cơ sở cách mạng trong nhân dân, những người thực sự giác ngộ cách mạng để làm nhiệm vụ bảo vệ và nuôi chứa cán bộ, đảng viên. Chính vì vậy, thị ủy Rạch Giá đã quyết định chọn căn nhà của ông Lâm Văn Phải, tên thường gọi là Năm Phải, một gia đình giác ngộ cách mạng và là cơ sở của cách mạng từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Hiện ở địa chỉ số 6/64, Tổ Nhân dân Tự quản số 9, khu phố Dạy Ốc, phường Vĩnh Hiệp. Việc xây dựng căn cứ cách mạng bằng cách đào một căn hầm bí mật ngay dưới lòng hai ngôi mộ bằng đất của ông bà nội ông Lâm Văn Phải. Hồi lúc đó trong cái chiến đấu đó, tỉnh ủy chỉ đạo không phải xây hầm để mà chuẩn bị tấn công vô thị xã mà chưa biết lúc nào, không thì cái tỉnh ủy thì chỉ đạo, nhưng mà anh Tư Liêm đó là thường vụ tỉnh ủy trực tiếp làm cái này, còn tôi là lúc đó tôi phó bí thư đó làm đó để chuẩn bị tấn công vô, mà khi nào đó mình lại đó mình hội họp, không bởi mình tính tấn công ra chứ đâu có ở trong ruộng hoài, tính ra ngoài này mà làm việc mà, không là chừng nào đó mình hội họp mà có động đó là mình chung chung. Lúc đó, hai ngôi mộ bên ngoài đắp bằng đất được chôn liền nhau, bên trong là căn hầm được lót bằng những tấm đan đủ rộng cho khoảng 10 đến 15 người ở và được ngăn cách bởi một tấm gián vừa làm bia mộ, vừa là cánh cửa lùa thông nhau để cán bộ ra vào. Thì lúc đó là mấy đứa tôi, người nhỏ, cả luôn chị, bà chị là chị Tuyết Mai đó, với tôi thì là có nhiệm vụ là không phải nhiệm vụ nhưng mà cán bộ ở trong hầm hai ngăn cũng như vậy thôi, thì ở trong đó là nó bọng, làm phía trên là bọng, ở dưới là mã là mã của ông nội mà ông cố bà cố, thì ở phía trên cái ngôi mộ là khoét cho nó trống hết, là xây xung quanh như vậy. Bây giờ thì lắp lại thôi, chứ lúc trước là nó bọng, thì có cái cửa kéo đi vô đi ra bằng cây, cửa kéo cửa lùa bằng cây. Bên đây này sao? Bằng cây thì cũng như là cái đó là cái bộ bia cũng khắc tên đàng hoàng, nhưng mà cái đó là cái cánh cửa đi vào để cho cán bộ mình đó là tối á vô trong nghỉ ngủ trong đó. Một bên đó thì để vũ khí, một bên mã để vũ khí, một bên thì ở đó. Thì sáng sớm á thì nhiều khi á là sợ động, là lúc đó địch ngụy thì nó lúc nào nó cũng bị xèo ở chiếc cửa đặt ngoài đường rồi, thì mình người lớn không thể nào đem đồ ăn ra giường mà đấy cơ. Thì mấy tôi là cũng như là cũng chỉ như là mình cầm ăn đi, con nít mà, thì cầm ăn thì bưng đi ăn này kia nọ, thì tao quay đi thành ra đem ra đây cho mấy chú mấy bác ăn. Trong nhà cũng có hầm bí mật, trong nhà tức là trong cái hầm nhà như cái cẳng xê để mà tránh đạn thôi, thì từ trong nhà có hầm bí mật trong đó thì có cái đường thông ra, khi mà động thì mấy chú trong hầm, trong cái cẳng xê là có thể thoát ra ngoài bằng cái đường ra ngoài hè. Chị Lâm Thị Tuyết Mỹ cho biết do cơ sở bị lộ nên sáng ngày 26 tháng 10 năm 1968, địch bất ngờ kiểm tra xét. Lúc đó trong căn hầm có hai cán bộ và một số vũ khí, thuốc nổ. Chúng đã dùng mọi cách để dụ dỗ và thủ đoạn tra tấn dã man người nhà của ông Năm Phải cùng một số đồng bào cư ngụ quanh đó, làm áp lực buộc cán bộ của ta phải đầu hàng. Trong tình thế đó, thay vì chọn cái chết, hy sinh vì tổ quốc, không để vũ khí rơi vào tay địch, nhưng vì phải đảm bảo an toàn tính mạng cho những người vô tội, hai đảng viên cách mạng là ông Nguyễn Văn Sồi, tức Ba Xã, và ông Lâm Văn Phải,
tức năm phải, buộc phải ra trình diện và đã bị địch đẩy đi Côn Đảo suốt hơn 6 năm. Cũng tại căn nhà này, cùng với căn hầm bí mật dưới lòng hai ngôi mộ, trong căn nhà chính của gia đình còn có một căn hầm khác còn gọi là cảng C, mà thời chiến tranh gia đình nào cũng có để tránh bom đạn. Nhưng cảng C nhà ông Năm Phải còn được sử dụng làm nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng. Điều đáng nói ở đây, cái cảng C này bên dưới còn có một đường hầm khác ăn thông ra phía sau, đến thẳng vào hai ngôi mộ nếu bị địch phát hiện. Thì đối với tuổi trẻ của chúng cháu cũng luôn phát huy cái truyền thống và những cái thành quả cách mạng mà các cô chú đã để lại cho cái tuổi trẻ chúng cháu, và chúng cháu sẽ hứa quyết tâm luôn thực hiện những cái thành quả đó, đối với thế hệ trẻ cũng giáo dục lại những gì mà mình đã có và gìn giữ những gì các cô chú để lại. Tại hai ngôi mộ căn hầm bí mật này, mặc dù tồn tại và hoạt động trong thời gian không lâu, nhưng căn hầm bí mật đã là căn cứ, là nơi an toàn nhất để cất giấu vũ khí và là địa điểm để thị ủy tổ chức các cuộc họp quan trọng phục vụ cho cuộc tổng tấn công mùa xuân năm 1968. Miền Nam được giải phóng, đất nước đã hoàn toàn thống nhất, độc lập. Hình ảnh căn hầm bí mật dưới lòng hai ngôi mộ ở nhà ông Năm Phải, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá đã là một minh chứng cụ thể về tinh thần giác ngộ cách mạng, về tấm lòng kiên trung với đảng, với tổ quốc của nhân dân thành phố Rạch Giá.